Mạnh Hùng xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2018 và đồng thời cũng là ngày 1 đầu tháng. Em thông báo với các bác một loạt các bộ dàn đã có mặt tại cửa hàng. Vâng, đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác ở cái dãy trong này trước. Hôm nay thì rất là nhiều dàn mới lạ. Vâng, đầu tiên đây là một bộ dàn Onkyo PS77 các bác nhé. Bộ dàn Onkyo PS77 này bát nó xương đúc, xương nhôm đúc mà carbon rất là đẹp. Loa 3 đường tiếng. Đây, thông số ghi rõ ràng trên thân thùng. 3 way, 3 đường tiếng PS77X. Công suất loa là 70W một thùng, 6 ohm. Và màng carbon. Nói chung là bộ dàn này chất âm của nó rất là hay. PS77X. Những dòng loa Onkyo thì các bác cũng biết rồi. Nó rất là chất và hay. Màng carbon, xương đúc, thùng rất là nặng. Vâng. Và cũng vẫn bao gồm 5 thớt như bình thường. Onkyo PS77, bộ này có giá hơn 8 triệu các bác nhé. Vâng, và tiếp theo bên cạnh đây là cũng một bộ dàn khủng long nữa, bát màng carbon. Bộ này là bộ dàn Kenwood 7G. Bộ này thì trên cái kênh bán hàng của em bán rất là nhiều những cái bộ dàn Kenwood 7G này rồi. Nó là thuộc hàng quá khủng. Bộ này công suất của nó 140W, 6 ohm và 5 thớt dàn cũng rất là đẹp. Và các bác nào có thích chơi thêm để ghép thêm những cái thớt đĩa than Kenwood thì các bác bày thêm để nó sẽ bằng mê loa và rất là đẹp. Có nghĩa là mình chơi nhưng mà còn hình thức chất âm những bộ này tuyệt vời được. Còn hình thức thì các bác có thể là bày thêm đĩa than vào đây thì chất của bộ dàn nó sẽ được nâng tầm lên vì nó cao bằng dàn là 6 thớt các bác nhé. Nếu các bác mua thêm đĩa than bài là 6 thớt, bộ dàn này có giá trên 10 triệu. Kenwood 7G chạy điện 100V. Và tiếp theo đây là một bộ dàn Sony D702. Bộ này cũng bao gồm 5 thớt chạy điện 220V. Bát của nó là 27, nó ghi rõ trên thân thùng rồi các bác. Bát của nó 27, chung của nó 100, chung 10, check 5. Vâng, bộ dàn này chất âm nó cũng rất là hay. Bộ dàn này nó có giá 10 triệu các bác nhé, chạy điện 220V, 2 cầu. Sony này, bộ dàn này nó là điện 2 cầu các bác nhé. Vâng, và đây là những cái bộ dàn Kenwood bản full, Kenwood A97 bản full, đổ súp, đổ center, rất là đẹp. Đợt này Kenwood thì em toàn điện 220 các bác nhé, và đủ loa lock, đủ loa center. Các bác nào có thích mua center để phối ghép thêm thì các bác phối ghép thêm và cho nó nhìn bộ dàn cho nó đẹp, hoành tráng, và chất âm thì cũng chỉ hơn được một chút thôi. Vì những cái dòng dàn như em tuyển chọn cho nên là những cái bộ dàn này nó rất là mới và đẹp. Đây, từ loa sensor nó còn mới bóng, loa su dao. Còn các bác nào mà mua nó xấu hơn một chút thì nó sẽ rẻ hơn. Bởi vì như cái bộ dàn này có giá dao động từ 16 triệu cho đến 19 triệu. Đây, các bác tham khảo. Vâng, Kenwood A97 thì trong này nhiều, em chỉ nhắc đến một bộ thôi. Đây, trong này toàn Kenwood A97 điện 220V hết các bác nhé. Rất là cao to, toàn 12M thôi. Đây một bộ, tiếp theo đây bộ nữa. Và góc bên này bộ nữa. Các bác cứ đến hộ em loa lóc là nó ra số lượng dàn. Trong này nó là 3 bộ.
và những cái bộ đôi loa, vì nhà chật em chưa kịp ghép ra, chưa ghép được ra thành nhà bộ. Kenwood là S99, loa của A97, vì nhà nó chật không còn chỗ bài nữa em chưa ghép được. Và đầy đủ những cục súp và center để các bác phối ghép thêm vào những bộ dàn. Em sẽ cung cấp đủ cho các bác những cục súp và center để các bác phối ghép thêm vào những bộ dàn Kenwood và những bộ dàn Peeler. Thì hôm nay cũng có một đôi súp Peeler, bác nào có nhu cầu thì cũng cứ liên hệ. Và trên này thì toàn dàn Kenwood là S99 vàng chóe thôi các bác nhé. Những cái bộ này nó có giá trên 30 triệu. Tùy theo hàng nhập ở eBay thì nó sẽ đắt, mà hàng đi đường biển thì nó sẽ rẻ các bác nhé. Nó có sự chênh lệch ở những cái bộ dàn này nó rất là lớn, bởi vì nó cái dàn nó cao tiền thì nó sẽ chênh lệch với nhau giữa đẹp và xấu và chất lượng, nó chênh lệch nhau càng lớn. Thế cho nên là các bác khi mua thì cứ liên hệ với em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác về chất của một bộ dàn. Bởi vì em là thợ cho nên là em sẽ biết được chất của những cái bộ dàn nhập eBay nó sẽ khác với những cái bộ dàn nhập đi đường biển. Và đầy đủ những sách hướng dẫn và giờ mốt zin. Những cái giờ mốt này cực hiếm, các bác mua 2 triệu một cái mà giờ mốt này không mua được đâu các bác nhé. Đầy đủ những cái giờ mốt zin của Kenwood là S99. Bởi vì những cái khiển zin này nó rất là đắt, nếu như các bác đi mua lẻ thì là mua 2 triệu một chiếc khiển, không mua được cái khiển này đâu. Vì những dòng khiển này nó rất là nhiều tác dụng, các bác bấm được chuyển được tất cả các ngõ vào và chỉnh được tất cả mọi thứ trên một bộ dàn. Và còn đầy đủ nguyên cả sách hướng dẫn 3 bộ dàn Kenwood là S99. Bác nào mua thì cũng cứ liên hệ, bộ rất là đẹp, riêng hàng em tuyển chọn rất là đẹp. Phần tiếp theo hôm nay thì cái hàng Kenwood 5i thì cũng rất là nhiều bác gọi điện đến hỏi Kenwood 5i, thì hôm nay có hàng em sẽ giới thiệu với các bác luôn. Kenwood 5i chạy điện 100V, bộ này giờ có giá 9,5 triệu các bác nhé. Kenwood 5i chạy điện 100V, bộ này có giá 9,5 triệu. Và tiếp theo đây là bộ dàn Yamaha vân sóng rất là đẹp, bảng vân sóng rất là đẹp, trung check bát này, trung check này, vâng, viền ốp lốc sáng choang, loa sườn nhiên ứng dụng đúc rất là đẹp. Ba loa, một thùng ba loa các bác, LS99AV công suất 140W một thùng, và 5 tớt dàn đều nguồn rời hết, cho nên là bộ này chất âm nó rất là hay. Bởi vì các cần gạt equa nó rất là sâu, các bác chỉnh được nhiều cái tần số rất là sâu, thay đổi được âm thanh rất là nhiều, chứ nó không lông đâu. Vì những cái giải equa này nó chỉnh được rất là sâu, cần nó sâu cho nên là thay đổi âm thanh rất lớn. Thì cái bộ dàn là LS99AV của Yamaha 140W một thùng loa, thì cái bộ này nó có giá là 8,5 triệu các bác nhé. Và tiếp theo đây là bộ dàn Kenwood A68 điện 220V. Bộ này thì nó rất là mới và đẹp, kể cả loa lóc cũng mới bóng, các bác xem không có bẹp móp méo gì cả, rất là mới. Và nếu như bác nào mà lấy cái bộ dàn Kenwood này mà làm đủ nguồn adapter cho loa lóc là giá 7,5 triệu, các bác không lấy loa lóc là 6 triệu. Mà các bác lấy bộ mua bộ dàn này nhưng mà các bác không làm nguồn adapter mà cắt đi đấu chung một loa chính là 7,2 triệu. Bộ dàn Kenwood A68. Và tiếp theo trong này là một bộ dàn Sony là VTV950. Bộ này là loa 200W một thùng, màng carbon sắc rắn rất là đẹp ấy. Cái bộ này nó rất là hiếm. Những bộ này là lỗi đình đám trong dòng Sony, chỉ đứng sau mỗi V9900 thôi các bác nhé. Bộ LBT V950 tem đồng rất là đẹp. Đây là Kenwood A65 và A85, tất cả toàn chạy điện 220 các bác nhé. Kenwood A65 và A85 chạy điện 220, thoải mái các bác đặt mua.
giảm rất nhiều, 10 bộ thoải mái các bác mua. Và tiếp theo ở dưới này thì lại một bộ giàn rất là lạ. Bộ này quắc của nó màu xanh hết các bác nhé. Đây các bác nhìn thấy bộ này, bộ san xui quắc có màu xanh hết rất là đẹp. Bộ này là bộ san xui S700D. Bộ này nó rất là hiếm. Loa 3 đường tiếng, trung check ốp lốc hết rất là đẹp đấy. Và hôm nay cũng có mấy bộ dàn chung em cũng giới thiệu luôn. Dưới đây là một bộ dàn chung Pioler P730. Bộ này 4 thớt, chạy điện 100V, loa bass 16, 3 đường tiếng. Vâng, bộ này công suất loa của nó là 45W một thùng. Và trên này là bộ dàn Kenwood A322, chạy điện 220V, 4 thớt, công suất loa là 60W một thùng. Và cũng rất là đẹp, rất phù hợp với nhà bác nào kê ở các vị trí phòng ngủ, bàn làm việc. Và trên này cũng có hai bộ dàn chung cao cấp, là bộ dàn chung Yamaha. Bộ này chạy điện 220V, bộ Yamaha E400 này, thùng gỗ sơn mài rất bóng đẹp, mặt phay nhôm. Và ở bên này là một bộ dàn cũng cao cấp, dàn đợt lông MG35LT. Bộ này là chạy điện 100V, loa một bass một check, check tên nữa rất là đẹp, nghe rất là hay. Và chạy được nhiều chức năng, chạy đĩa MD, DCD, radio, chỉnh được bát chép. Và đặc biệt cái tính năng của nó rất cao cấp là giải mã 18 bit các bác nhé. Các bác sử dụng giải mã qua từ TV mạng cắm thẳng vào nó và thiện ra một thiết bị khác như để hát karaoke thoải mái. Có nghĩa là các bác lấy tín hiệu giải mã từ con này ra một bộ karaoke nhà các bác là các bác nghe hát âm thanh rất sạch và hay. Vâng, dãy trong này thì cũng là dàn hiếm các bác nhé, DG77 Kenwood DG77, thùng gỗ rất là nặng, loa 120W một thùng, có tinh chỉnh. Những cái bộ dàn này em bán nó rất là nhiều, nó rất là hay, bởi vì nó có chỉnh EQI, dàn đèn rộng EQI như kiểu 7G và âm ly, có chỉnh bát chép, cho nên là chất âm nó rất là hay. Bộ này chạy điện 100V. Các bác nào thích mua thêm đĩa than để bài cho nó cao bằng dàn thì các bác bày thêm đĩa than. Và bên trong này thì dàn cũng là khủng nữa, LBT V810 180W một thùng, âm đi nó thoải mái, các đường giải mã vào các bác nhé, cắm trực tiếp TV Smart vào luôn, nghe hát được luôn. LBT V810. Và tiếp theo là bộ dàn Kenwood A76. Bộ này thì cục giữa nó rất giống với Kenwood A97, tất cả các vị trí lung nút thì rất giống với Kenwood A97, trung đôm check đôm, thùng gỗ sâu rất là nặng. Các bác xem cái loa mà thùng nó sâu gần bằng dàn thế này thì âm thanh nó cực hay luôn. Những cái bộ này em cũng bán nhiều, có nhiều clip để tham khảo rồi. Vâng, và tiếp theo đây là Kenwood A93, dòng này cực hiếm. Kenwood A93 chạy điện 220V. Những cái bộ dàn này em cũng có cái clip hướng dẫn và test chi tiết bộ dàn Kenwood A93 chạy điện 220V này rồi. Vâng, và bên trong này là một bộ dàn Kenwood, cũng là Kenwood nữa, bộ Kenwood A848. Bộ này loa 3 đường tiếng này, đi theo bộ dàn đôi loa 3M S3MAV này. Vâng, rất là mới đẹp, những cái viền đồng rất là sáng đẹp. Còn tiếp theo là về hệ thống karaoke thì nó có đủ những các loại cục đẩy vang số, vang cơ, lọc xì, lân tiếng và loa các loại để các bác phục vụ vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Em chỉ bày vào trong này một ít thôi, còn nguyên cái gian bên ngoài này là rất là nhiều những cái bộ loa, những đôi loa karaoke và âm ly, micro, đủ các loại thương hiệu loa các bác nhé.
loa DMX, loa BV kép, loa CF và loa JBL, những KP6012 và loa gate thương hiệu của Mỹ. Và những chiếc micro để phục vụ các bác hát hò karaoke, mic dây và mic không dây rất là nhiều, và cả những mic không dây VK15 rất là nhỏ gọn, tiện dùng pin lạp cắm lạp các bác cắm lạp. Và bên này thì toàn loa BMB850 bãi xịn, BMB850 các bác nhé, BMB480, BIK và những đôi loa này của Việt Nam, BIK này là của Nhật Bản, BMB kia là cũng của Nhật, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, nhà máy đặt tại Trung Quốc. Và đây là những đôi loa BMB Yamaha của Việt Nam, giá nó cũng rất bình dân, hơn 2 triệu. Và những đôi loa BMB 350V của Nhật xịn, những cái đời này còn sản xuất, nhà máy còn sản xuất ở Nhật. Còn sang đến đời 850 này thì là nhà máy sản xuất ở Chile. Và những chiếc dân chân loa, giá loa để các bác phục vụ các bác bắt những cái đôi loa treo tường hoặc để chân rất là đẹp. Giá loa nhập khẩu VK602, VK601. 601 thì là chân trắng và 602 là chân trắng, 601 là chân đen. Cho nên là đủ các màu để các bác lựa chọn. Vâng, như clip hôm nay em thông báo với các bác thì các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại 0979086225, địa chỉ nhà em tại ngã 3 Bưu điện Cầu Giàng, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Các bác cứ liên hệ Zalo với em sẽ tư vấn trực tiếp và được kỹ càng hơn cho các bác. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo. Em sẽ test lên những cái bộ dàn để các bác tham khảo. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.